Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục một cái thẻ tín dụng của mình dùng để kinh doanh và gọi là xài tiền hàng ngày trong cái vấn đề về xài trong gia đình và kinh doanh. Nhưng mà cái thẻ này mình xài nhiều hơn về kinh doanh. Đó, thì đây là cái thẻ Discover. Các bạn thấy đây là thẻ Discover đây. Discover. Thì thẻ Discover này á, nó cũng cho cashback và nó cũng có một cái hay, nó có một cái hay mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Và cái đầu tiên mà tất cả các thẻ tín dụng nào cũng có là về cashback, đúng không? Thì cashback của cái thẻ này nó sẽ cho mình là 1%, là mình mua bất cứ cái gì cũng 1%. Và khi bạn mua thì nó cho, khi bạn mua bạn trả thì nó cho 1%. Và cái hay tiếp theo á, là trong mỗi tháng nó sẽ có những giống như là từ tháng 1 tới tháng 3, giống như là nó theo quý, rồi nó có thể flexible chút. Này, nó sẽ báo cho mình là mình thẻ này sẽ được 5%. Ví dụ từ tháng 1 tới tháng 3 các bạn đi tới đổ xăng hoặc là các bạn đi mua đồ ăn, nó sẽ cho 5%. Còn tới tháng tháng 4 tới tháng 6 thì các bạn nó sẽ có benefit là khi mà bạn mua đồ trên Amazon bằng cái thẻ này hoặc là eBay hay bất cứ chưa hay là Walmart thì nó sẽ cho 5%. Thì cứ mỗi tháng các bạn cứ lên trên trang web của Discover đó, thì nó sẽ gọi là nó acti cái đó, nó sẽ acti cái 5%. Nó cứ tới tháng tới ngày các bạn nhớ các bạn vô các bạn coi thì nó sẽ cho các bạn những cái discount rất là tốt. Và thì các bạn cứ tưởng tượng đi, khi mà các bạn mua bất kỳ những món đồ gì trong Walmart mà ngay cái tháng đó nó giảm cho bạn 5%. Đó, thấy nó cực kỳ tốt không? Mình khi mà mình apply thế này á và mình thấy nó rất là hay về cái vấn đề đó. Thì khi bình thường đã được 1% rồi, và khi mà tới những ngày apply các bạn được tới 5% là các bạn mua đồ lúc nào cũng được giảm giá 5% hết. Và nếu mà các bạn mua đồ online, các bạn có những cái website để tăng cái tiền cashback nữa, thì có thể là tới vào những cái tháng mà nó có discount mà bạn mua trúng nữa, thì các bạn mua những món đồ khoảng giảm giá tới 10% là chuyện đương nhiên. Các bạn mua 100 đô các bạn giảm được 10 đô rồi. Các bạn đừng thấy nó nhỏ mà các bạn khinh thường, các bạn cứ yên tâm, các bạn xài tích tiểu thành đại, bảo đảm với mọi người. Đây là cái thẻ Bank America của mình, và còn một cái thẻ của Double Cashback nữa, mình sẽ show cho mọi người xem. Đây là thẻ Double Cashback và nó được 24 đô tiền cashback. Đó, thì các bạn cứ xài đi, và khi các bạn tới xài khoảng 6 tháng các bạn trả bill điện nước, tất cả các bạn trả bằng thẻ tín dụng, thì các bạn sẽ thấy nó rất là nhiều tiền. Cái này là mình chỉ xài để đi chợ và chỉ gọi là để mua, để kinh doanh nhỏ nhỏ thôi, thì nó cũng đã được hai mấy và 60 đồng, và chưa tính trong cái website mà mình lấy được cashback nữa. Và đây là cái chia sẻ về thẻ tín dụng của mình để cho mọi người sẽ xài cái thẻ tín dụng một cách thật là thông minh, và xài còn được trả tiền nữa, còn được cho tiền nữa. Và cho tiền này giống như là mình cảm giác như mình được discount, mình mua bất cứ cái gì cũng được discount hết, gọi là cái cảm giác lúc mình mua là rất là đã, vì mình mua hàng lúc nào cũng được giảm giá. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem cái video về những cái thẻ tín dụng của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, và chào tạm biệt các bạn.